Bây giờ. Page 86, Unit 9, Tech Savvy, Lesson A, Text. À, tech savvy. Savvy là những người rất hiểu biết về một cái gì đó nha. Nên tech savvy có nghĩa là một người am hiểu về công nghệ nha. Đây. Tech savvy. À. Vậy a business savvy là gì em? A business savvy. Business, kinh, am hiểu về kinh doanh. That's right. I had to, how to become a tech savvy. Next. Support. 1. Getting started. B. Listen. What problems are the people above having? What do their friends suggest? 1. My computer won't turn on. Do you know what the problem is? I wonder if there's something wrong with your power cord. I wonder. Đề nó học đề bắt làm gì nhỉ? Ok. Bắt đề nó bắt lôi mấy này vô này nè. Đây nè. Đấy. À. Đấy, nhưng mà mình học nhiều rồi nên bây giờ mình sẽ không thèm nữa. Không thèm nhìn nữa nha. Mình sẽ tự nghe luôn. I wonder if there's something wrong with your power cord. Rồi. I wonder if nghĩa là hay không. Rồi. Rồi, sao? There's something wrong with your power cord. What the problem is? I wonder if there's something wrong with your power cord. I wonder if there's something wrong with your power cord. Okay, thôi nhìn luôn đi. Câu nào đây? I wonder if you have a virus. Really? Listen again. Getting started. B. Listen. What problems are the people above having? What do their friends suggest? 1. My computer won't turn on. You know what the problem is? I wonder if there's something wrong with your power cord. You know what the problem is? I wonder if there's something wrong with your power cord. Right. Go now. I wonder. I wonder if there's something wrong with your power cord. Power cord. Right. So power cord. Power cord. And no, not this one. This one. Power cord. Rồi. Đấy, lên. Rồi, câu số 2. Mine did that and I called tech support, but I can't remember what they said. 2. There's something wrong with my tablet. It keeps freezing up. I have no idea why it's doing that. Do you know if the battery's charged? Right, go now. Do you know if the battery's charged? Yeah, battery's charged. Battery, if the, do you know if the battery's charged? Right. Là có nghĩa là do you know if đấy. Bạn có biết mình đã được sạc hay chưa đấy. Thì là mình bỏ if vô hay chưa hay không đấy. Do you know if the battery is charged nha. Charged đấy. Do you know if the battery is charged? Yo.
Do you know if the battery is charged? Yeah, charged. 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 Cho nên là battery. 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 Đấy. Charged. 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 Okay. Right. Do you know if the battery is charged? And, right. Next. I wonder if you have a virus. Try running your antivirus software. I. One more time. Wingmat, do you know if the battery's charged? I wonder if you have a virus. Try running your antivirus software. Right. I wonder if you have a virus. I wonder if you have a virus. Tôi thắc mắc là không biết bạn còn bị virus hay không. Và if là như vậy đó. And next. 3. I don't know what the problem is, but I can't print anything. Right. Nói gì vậy? Three. I don't know what the problem is, but I can't print anything. Three. I don't know what the problem is, but I can't print anything. The last. I don't know what the problem is. But I can write anything. Bring anything. I can bring. Print anything. Print. The time that happened to me, I got the answer on a website, but I have no idea which site I used. Right. But I have no idea which site I used. Use. Nếu mà đứng không á thì nó là user này. Use. Nhưng mà nếu mà có id vô nó thành là used. Thật là. Which site I used. 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 Okay, so I have no idea which site I used. Chỗ này site I nha. Nếu nói còn không thì site I. Site I, huh? Thing. The last time that happened to me, I got the answer on a website, but I have no idea which site I used. Okay, again please. But I have no idea which site I used. Used. Right. And next, còn câu cuối cùng hả chú mấy? 4. I can't get on the internet. Do you know what I should do? I wonder if you accidentally turned off the wireless connection. Let me see. Wire. Nó nghĩa là dây điện. Hoặc là động từ là chuyển tiền. Giống như transfer vậy đó. Wire me some money là chuyển tôi ít tiền đi. Nha. Rồi. And wireless nghĩa là không dây. Connection là kết nối. So, kết nối không dây á. Là chắc là wifi á. Người ta cũng gọi là wifi. So this is wireless. Đấy. Không dây. Rồi. Alright. Next. Listen to this and choose the answer. Nha, nghe nha. Do you know when the public first used in the World Wide Web? Nè. Page 87. 3.
speaking, and listening. What do you know about the internet? A and B. Listen to a conversation about the internet. I have a computer technology assignment, and I have absolutely no idea what the answers to these questions are. I mean, do you know when the public first used the World Wide Web? No. But I have my computer here. We can check it out. Oh, okay. Do you mind? Sure. Let me turn it on. Okay, so what was that first question? Do you know when the public first used the World Wide Web? Okay, it looks like, 1991. August 6th, 1991. Which year? 1991. Which month? What month? Tháng nào em? Oh, 1991. August 6th, 1991. What's the date? Ngày mấy tháng mấy? Ngày sáu tháng tám. Okay. August 6th. And that's when people first used the internet. It actually started back in the 1960s, though. Okay. So what's your next question? Can you find out what the first webcam filmed? Let's see. Oh! What webcam film? Yeah. It was filming a coffee pot at the University of Cambridge. So where? Coffee pot. A coffee pot. A coffee. People could see on their computers when the coffee pot was full. Really? That's hilarious. All right, next. Do you know what the most popular online activities are? One has to be shopping, right? Well, that and banking, maybe. Huh. Interesting. It says online banking, then shopping, and then searching for jobs. It says 60% of people in 24 countries use the internet for online banking. Well, at least I got one kind of right. Okay. What else? Can you guess how many new blogs people add to the internet each day? Oh, that's going to be a lot. 50,000? No. More than 175,000. No, wow. Many of them are personal blogs and... Right? Okay. What else? Can you guess how many new blogs people add to the internet each day? Oh, that's going to be a lot. 50,000? No. More than 175,000. Wow. Many of them are personal blogs and news blogs, it says. Hmm? Okay. Next. Dạ chưa? Không biết. Đừng nghe nó nói, nó đánh hả tung hả mù thôi. Yeah. Next one. Do you know what the first email spam advertised? 50,000? No. More than 175,000. Wow. 175,000. Ừ. Rồi. Do you know what the first email spam advertised? Con là gì? Spam á là gì? Email spam á? Exactly. Advertise là gì? Advertise. Huh? Advertise, advertisement. Quảng cáo. Rồi đây là verb nè. Đấy. Rồi. Còn danh từ là advertisement. Advertisement. Giờ lên. Advertisement. Nên nó sẽ bằng với commercial nha. Commercial mặc dù nó là danh tính từ nó là thuộc thương mại, nhưng mà danh từ nó là quảng cáo.
bằng quảng cáo luôn. Rồi nên em sẽ thấy commercial như thế này nè. Đấy, commercial của Coke. Đây, TV commercial của Coke nè, đó, quảng cáo nè, thấy không? Commercial short nè. Rồi. And next. Let's see, do you know what the first email spam advertised? Nó được quảng cáo lúc nào nha? Thì em sẽ thấy marketing. Đấy, advertise nè. Đấy. Rồi. So let's see your computer, medications and genes. Medication là gì em? Rồi, let's see. Many of them are personal blogs and news blogs, it says. Okay, next one. Do you know what the first email spam advertised? I bet it was jeans. Or wait, well... I guessed vacations. No, it advertised a computer. Though it says now it's mainly medications. Okay, final question. Right, and now. À, sao nó vừa có chuyên vừa có computer nhỉ? À, thì đầu tiên nó nghĩ là cái này nhưng cuối cùng nó là cái khác. Đó, đó nó vậy đó, nó lừa em vậy đó. Đây là lừa nhẹ nhàng ấy nha. Nó sẽ là computer. Uh-huh, let's see. 1,000 people in kind of give them a first email spam advertised. I bet it was jeans. Or wait, well. I guessed vacations. No, it advertised a computer. Though it says now it's mainly medications. Right. Okay. Hmm? Có cả ba cái mà. Nó không phải là chim rồi. Đó hồi xưa nha. Yeah. First nó khác với now nha. Nó nói về tôi nghĩ là thì nó lại là jinx. I think it's jinx này nọ nhưng mà cuối cùng là sai. Xong rồi thằng này nó nói là cái gì đó, xong nó kêu là but even though now mainly là cái gì đó. Bây giờ nó khác, còn hồi xưa nó khác. First email nó khác. Đấy. Nên em coi cái nào là hồi xưa mà cái nào là bây giờ. No, it advertised a computer. Though it says now it's mainly medications. Đó. Okay. Giờ hồi xưa là cái gì? Now là medication. Yes. So the first email là computer. 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 Right. Though it says now it's mainly med. Guess how many new Hobbs now. More than 175. Or wait. Well. I guessed vacations. No, it advertised a computer. Though it says now it's mainly medications. Right. Okay. Final question. Do you know what the three most common languages on the internet are? I'm guessing English for sure, and, English, Chinese, and Spanish. Okay. English represents more than 43% of the internet. Perfect. English, right, you know? English, Chinese, and Spanish. Yes. Okay. Choose the correct option to complete the indirect question. Do you know if there are any use for new apps for students? Like if are there? Chọn con nào? A. A. Okay. Đọc hết đi em. Do you know if there are any use for new apps for students? I wonder what the most popular sites for streaming movies are? Size là website ấy. Yeah. Size trong website. Size. Site. Website. Size. Yes. Nó còn là điểm nữa, tùy hoàn cảnh ha. Rồi. Ví dụ như là next. Did you know? Can you remember? Can you remember which song you last download? Download. Download it. Download. Upload it.
Download, downloaded. Để biết sao không? Cái load là cái tải trọng. So workload là khối lượng công việc không đếm được. Đấy. Nên download là cái tải xuống. So load, load. Download, download. Download. Nên upload là tải lên. Right. So, do you know? Did you know where I can get some cool accessories for a tablet? À, tablet là gì vậy em? Bàn, không phải, bàn là table, tablet. Tablet là máy tính bảng á. Tablet. Tablet. Nó là tablet này nó có hai nghĩa nha, một là viên thuốc, hai là máy tính bảng nè. Đấy, một là viên thuốc cứng á. Nha. So viên thuốc cứng, hai là máy tính bảng. Chứ ai kêu iPad, lỡ nó hãng khác làm sao? iPad đời tao đã trở thành tên của máy tính bảng. Tablet, Huawei tablet. Còn nếu Samsung, mình muốn á, Samsung tab, tab cho nó cái tab của tablet. Không biết nữa, không phải đâu. Một tab, hai tab này nó không phải đâu. Tablet, trước đi. Em nhớ cho nó dễ nhớ. Đây, thế này trước, trước có hai nghĩa, một là thuốc, hai là ma túy. Drugstore. À, đúng rồi đó, nó đó, drugstore mà cosmetic đúng không? Mỹ phẩm tiệm thuốc á, đúng không? Trời ơi. Rồi, hoặc là pharmacy á. Đấy. Rồi thì nó có nhiều sao loại. Nó có nhiều loại thuốc lắm, có loại viên sủi, có viên cứng, viên nhộng. Thì cái viên tablet lại là viên cứng. And đấy. So ok. Rồi, chọn accessory là gì ấy, em? Thí dụ như là mắt kính. À, bà này thấy rành lắm. Accessory. Accessory. Đó bê. Accessory. Xuống nhỏ. Accessory. 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 Chẳng phải ạc. Accessory. Accessory. Yeah. Accessory. Next, do you know? Did you know what the most popular smartphone is? Yeah. Do you have any idea? Do you have an idea how you design your own website? Do you have any idea? Huh? Không phải là an idea. Bất kỳ lý do, bất kỳ ý tưởng nào. Yeah. Do you have any idea? Do you have any idea? Do you have any ideas? Do you have any ideas? Do you have any ideas? Yes. Do you have any ideas? Right. Next, I wonder. I wonder the price of tablets will come down. Tablet. Down. Tablet. Tablet. Tablets. All right. Do you have any idea? Do you have any idea what new technology is coming out? Right. That's all. Thế rồi. Mười điểm. Mười. Rồi, that's it. Mày nghe. Mày nghe cũng được đúng không?
Google. Rồi, ở đây thì mình biết rồi ha, kiểu em biết rộng mấy từ này chưa? Subway. À. Garage. Garage. Page 12, yeah. Exercise. Garage. Nó mới hữu, nó mới phổ thông garage. Garage. And cái tiếp theo là gì? 10. Enunciation. Traffic. Traffic. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Subway. Traffic. Để hỏi gì ta? Chỉ đọc thôi à. Traffic. Subway. Traffic. Traffic. Garage. Garage. Không phải chờ mà garage. 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 Police. 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 Okay. Okay. Rồi, nghe các từ tiếp theo con nó nhấn ở page đâu 12, exercise 10. Part B. Listen to the stress in these words. Write them in the correct columns. Then compare with a partner. Buses. Nhấn ở đâu? Buses. Nhấn ở phần đầu hay phần đuôi? Đầu. Okay. Rồi. Buses. Next. Bookstore. Bookstore. Nhấn nào. Bookstore. Một. Okay. Một. Đầu. Bookstore. Event. Bookstore. Event. Âm thứ hai. Event. Event. Next. Hotel. Hotel. Âm thứ hai. Hotel. 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 Improve. 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 Okay. Improve. Provide. 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 Yeah. Provide. Provide. Là một cái hả? Provide. Hi. Provide. Provide. And public. 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 Nhất. Public. Phải là public. Nha. Pub là quán bar thôi. Public. Quán pub. Pub. Public. Đây là âm ơn. Public. 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 Next. Taxis. 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 Sau hồi xưa đi học, cô không dạy là trọng âm rơi vào cái nào thì cái đấy là rốt sắc, cái là rốt huyền thì không phải, có thể dễ không? Okay. So. Không, như vậy thì nó cũng không đúng chính xác 100% đâu em. Đôi khi có những từ nó không có sắc huyền như vậy mà nó vẫn là trọng âm như chỗ đó. Improve. Improve. Không có là dấu sắc. Đúng rồi. Nó đâu có sắc đâu. Improve. Thế thôi. Đâu có được là improve rồi. Nghe nó kỳ á. Rồi. Alright. Improve. Improve. Ha. Thường thì mấy cái im in đi re be á thì thường là không nhấn, nhưng mà sẽ có những trường hợp đặc biệt nha. Ví dụ như em thấy begin nè, rồi remiss hay là decrease hay là install. Ok. Rồi impolite là cũng im nè. Đấy. Đó, nói chung là sẽ có thường là như vậy, nhưng có rất là nhiều những trường hợp như là island. Đấy. Impolite. Đấy.
Đó là những trường hợp như vậy đó, nó đặc biệt là nó nhấn. À, rồi bây giờ look at this and you see nha. Look at the photos and slogans here. What do you think of the theme? What do you think the theme of each tourism campaign? Có nghĩa là tourism campaign. Bình thường mình có chạy quảng cáo, nó là một campaign đó, nó gọi là gì em? Hả? Một chiến dịch nha. Gọi là một chiến dịch quảng cáo. So a tourism campaign. Yes. Trời ơi, cái này chắc cà chứ làm gì có cái ngày nào mà được có một người như vậy. Photoshop. Đây. Khá là kiên. Campaign là đó. Đây gọi là một chiến dịch nha. Chiến dịch advertisement nè. Marketing campaign. Chiến dịch quảng cáo. Rồi, alright, so here you go. Mình có art, culture, entertainment, food, history, music, nature, shopping, sports. So what do you think the theme is? Em có cái theme của mấy cái này là gì nha? Thường mình hay kêu là cái đêm á, thì nó sẽ là cái theme. Đấy, cái theme. Cái theme là cái chủ đề á em. Nha. The theme or the story thì nó ví dụ như là lãng mạn nè. Romantic nè, còn đây là fiction nè, tưởng tượng nè, hay là cái này là horror movie nè, phim kinh dị nè, đó thì gọi là cái theme hay là cái chủ đề. So what do you think the theme is? First of all, Rio de Janeiro. Các từ đồng nghĩa của nó là gì? Mình không chọn theme hả? Nó là cái nền, cái chủ đề, còn cái topic thì nó không liên quan. Topic à? Không, cái theme là cái nền, cái chủ đề. Còn cái topic nó cũng chủ đề nhưng mà nó không dùng trong những trường hợp như thế này nha. Ví dụ cái phim nó có vậy cái nó theme trong trường hợp nào? Cái phim nó có cái theme, cái công viên nó có cái theme là cái theme park như là Disney đi, là nó có cái theme là Disney. Đấy, gọi là theme park nha. Đấy. Chứ nó không gọi là topic park được nha. Được topic park được. Topic. Hả? Nó chỉ là theme park thôi. Ok. Đấy. Topic chắc là nói về các cái chủ đề, chắc trong chủ đề nói chuyện á. Trong chủ đề giao tiếp, chủ đề giao chuyện á thì mới gọi là topic. Còn cái này là theme. Nó cái sự vật. Rồi. Ok. So, you see carnival. Carnival là cái kiểu này nè. Đấy, lễ hội carnival á. Ui dồi ôi, mình gọi là carnival. Để âm nhạc này nọ. And natural marvels. Marvels thì quen quá rồi đúng không? Đấy. Cái này là marvels. So, vậy thì em nghĩ what a theme of what do you think is the theme of Rio de Janeiro? Theme of Rio de Janeiro. This one. This one is Rio de Janeiro nè. Of Brazil. Đúng ta. What do you think is the theme of Rio de Janeiro? Art, culture, entertainment. Cario là gì? Rio là gì? Tên thôi. Tên vốn khu đó thôi. Tên của kỳ nó là... Thiên nhiên là chắc nói về... nói về culture. Rio de Janeiro của Brazil ấy. Culture. What else? Rio de Janeiro art, là nơi art, mà có. Art, art nó chung về các cái nền hội họa. Art hả? Art. Nè. Rio de Janeiro in Brazil. Đấy, Brazil này, cái chỗ mà có chuối ăn tay bự bự đó. Rồi, next. What else? Nature. Shopping. I guess. Buy seafood, hả? Yeah. Buy seafood. Thấy cái ảnh bên dưới này. Yeah. No, this is the Rio de Janeiro and this is Hong Kong, not Rio de Janeiro. Rồi, what else?
Thôi, I think that's enough. What's the theme of Cairo? The Earth Mother. Let's see Cairo nè. The Earth Mother nè. What do you think is the theme of Cairo? Cairo là cái gì em đâu biết đâu. Maybe culture. Is it Islam, I guess? Islam. 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 Islam, sorry. Islam. 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 Yeah, Islam. Islam. Vậy thì nó sẽ absolutely nó sẽ là entertainment hả? Huh? Is it entertainment? Huh? Islam đạo hồi, đạo hồi. Nó đạo hồi liên quan đến giải trí rồi. Nó đạo hồi liên quan đến giải trí rồi. No, I don't think so. No, I don't think so. Maybe it's related to religion. 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 Something religious. Tính từ nó. Religious. 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 What about Hong Kong, a diner's paradise? Thiên đường của thực khách. Diners. Okay. So what do you think can be the theme? Nào bây giờ. Art? Can it be art? Art được không? Cũng một phần. No, no, no. A diner's paradise mà art, art gì hết trơn. Là sao? Chị đang hỏi cái gì? Cái Hồng Kông á. Hồng Kông. A diner. Paradise. 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 Thiên đường. Yeah. Ẩm thực. Paradise. 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 Thì nó sẽ là gì? Food. Food. Không phải food. Food là cái chân. Cái bàn chân. Ăn bằng chân hả? Lần nào cũng đòi ăn bằng chân hết. Hay lắm cơ. Bàn chân thì đọc là foot. Thức ăn thì đọc là food. Ừ, xuất sắc. Không ai dạy. Không, chắc là chicken food. Chicken food thì ăn. Food. Okay. Okay, I think that's quite enough, right? Mấy cái chuyện này em cũng biết hết rồi đúng không? Đấy, mình có thể về so so so. Okay. Alright, so what do you think can attract more tourists to your city? Imagine you are planning a campaign to attract more tourists to one of the cities above or to a city of your choice. Hãy tưởng tượng về một kế hoạch của một chiến dịch thu hút nhiều hơn khách du lịch tới một trong những thành phố above hoặc một thành phố của sự lựa chọn của bạn. Use the ideas below or your own ideas to discuss the campaign. Sử dụng những ý tưởng dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn.
để thảo luận về chiến lược. Rồi, all right. So, you have a good time to visit famous history, historical attraction, special events or festival, nice areas to stay, interesting places to see, memorable things to do. So, what do you think gonna attract more people to Vietnam, more tourists to Vietnam? Để thu hút khách du lịch tới Việt Nam á. A good time to visit in autumn Hà Nội. A good time to visit autumn in Hà Nội, right? To watch winter. Rain, huh? To watch rain in Hanoi, hay là flood, to swim in flood water. Swim in flood water in Hanoi. Đúng không? Giống như in Sài Gòn. Swim in flood water in summer. Yeah, in the summer. That's what makes it special, right? And or to autumn in Hanoi. Yeah, autumn in Hanoi. It's so good. Hanoi, autumn is so good, right? And are there any special events or festivals this time of the year in Hanoi? Happy New Year. Trên đường không có một ai. Are there any năm special mới? Events? No. Only in the beginning of the year. New Year. Yeah, New Year. Okay. So what famous historical attraction do you know? Hồ Gươm Lake. Hồ Gươm Lake. À chết nhầm, hồ Gươm Lake. Lake là hồ rồi. Nhưng mà tên nó là Hồ Gươm nên cứ là Hồ Gươm Lake đi. Chứ ai thắc mắc gì đó đó. Hồ Gươm Lake. Hồ Gươm Lake. Right. And what about nice areas to stay? What where should I stay? Your house? Yep. Good idea. Safe. Cheap. Sometimes welcome. Free. Safe, cheap, and free sometimes. And friendly. Right. And all right. So interesting places to see. Okay. So what are some interesting places to see or something nice to do, memorable things to do? Food tour. Food tour. That's our interesting place to see or memorable thing to do. What is it? Food tour. Memorable things to do is food tour. Okay, doing a food tour. I agree with you totally. Take me to a food tour. No, mukbang online thôi. Mukbang on YouTube thôi. Take food tour is the real thing. Okay, it's the real deal. Yeah. And all right. So, what is the best place to visit in Hanoi? Hồ Gươm Lake. Yeah. What's good about Hồ Gươm? What's so nice about Hồ Gươm? Walk street. Gì nhỉ? Phố đi bộ là gì nhỉ? Central. Walking street. Walking street. Okay, visit walking street. Right. So can I ride a bike there? À, có Lăng Bác kìa. Nhưng mà không biết tiếng Anh. Đó gọi là Hồ Chí Minh Monument. 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 Monument.
Monument. Monument. Monument. Monument. Yes. Monument. Bác Hồ nè. Đây. Đấy. Hồ Chí Minh. Monument. Okay. Oh, yeah. Definitely will come. And all right. So here is one reading. Huh? Nó là một cái bài reading về nhà. Em sẽ đọc sao ha. Rồi. And all right. So here we have British. Victoria, British Columbia. Okay, so can you please read this paragraph? Victoria, British Columbia is located on the tip of Vancouver Island. It is the capital city of the province of British Columbia, Canada. Victoria started as a port in the 1800. Hay là em đọc là 1 8. Được luôn hả mày? Oh, oh. Thôi, đủ như ta. 1,800. 1,800. Năm thì mình đọc là 1,800. In the 1,800. 18. 1,18 cũng không được. Chia đôi thì bị như vậy, đào sau nó hai cái con người đọc được. Đâu được đọc nhiều. 3. In the 1800s. 1800 thì được, chứ không có 18 không được. 1800. Là vào những 1800. Nha. Thì vẽ vô là nó sợ. In the 1800s. Right, next. There were many beautiful buildings then. There were many beautiful buildings then, and most of them are still standing today. Victoria has a mild climate and is very sunny. Good conditions for growing a wide variety of plants. Its nickname is City of Gardens. Victoria is a popular place for tourists now. Many people take the ferry from the city of Vancouver, which is not on the island, to visit Victoria. Popular sites include the Empress Hotel and Beacon Hill Park. Ừ, đọc cũng khá đúng, rất đúng, nhiều chữ. Nhưng mà đọc nhân cướp. Đọc mà không nhân nhá. Đọc tới dấu chấm mà không hiềm chấm luôn mà. Đi gì mà to visit Victoria popular sites include Empress Hotel. Đọc mà hả? Đọc Victoria. Victoria, British Columbia thì đã nằm à? Quên gọi là gì nhỉ? Ok, là vị trí địa lý. Ở dịch là ở. Tọa lạc ở. Tọa lạc. Tip là cái đầu hay cái đuôi? Cái đỉnh hay cái đuôi? Tip. Đỉnh. Tip of Vancouver Island. Island. Được. Ở đoạn đầu của đảo Vancouver. Đây là thủ đô của province. Của đất nước hả? Thủ đô của province. Đất nước. Province. Đây province. Là capital. Prov. Thủ đô. Không phải tỉnh. Province. Hả?
Right. So, thành phố thủ đô của tỉnh British Columbia, Canada. Ủa, nó phải là nó gọi là tỉnh hả ta? Thủ đô là của tỉnh đó. Thủ đô là tỉnh. Giống như cái bang, Columbia, nó giống như cái state Canada. Của Mỹ á, nha. Nó giống như một cái state. Của Victoria state. Thì bắt đầu. Giống như nó là một cái bang của Mỹ vậy đó, thì nó có cái city ở trong đó. Nha. Rồi. As a part. Part. Thì bắt đầu từ bắt đầu từ những năm 1800. Port. Port. Port thì nó bằng với harbor. Là cảng. Bắt đầu như một cái cảng. Có nghĩa là đầu tiên nó là cảng á. Đầu tiên là một cái cảng vào những năm 1800. Sau đó thì có rất nhiều tòa nhà xinh đẹp. Sau đó và hầu hết thì chúng thì sẽ đứng ở đây. Yes. Khí ở đâu? Khí hậu, climate, khí hậu. Mild. Có khí hậu. Nhẹ nhàng á, mild climate. Có khí hậu nhẹ nhàng. Mild climate. Ôn hòa. Rồi. Nhanh nào, nhanh nào. Thì rất là nắng. Condition là điều hòa tốt à? Không, bậy, bậy quá. Điều hòa tốt cho. Bậy, bậy, bậy. Mấy điều hòa là condition. Còn cái này không có mấy điều hòa thưa chị. Điều kiện. Điều kiện tốt cho sự phát triển của các cái giống cây, của các cái cây. A wide variety of a wide plant cây nhỏ. Một rất nhiều loại ha, đa dạng. Variety. Yes. Next. Nó có tên khác là thành phố của những khu vườn. Victoria thì là một địa điểm phổ biến của khách du lịch gần đây. Hiện nay rất nhiều người thì đến và đi từ thành phố Vancouver. It's not on the island, nó không ở trên đảo. Nó không để tới thăm Victoria. Okay. Hầu hết hầu hết gấp phổ biến. Những website phổ biến không là không có, không phải biết sai là những cái địa điểm hồi nãy mình có nói nha. Tại vì nó ngoài nghĩa là web nó còn là địa điểm nữa. Những cái địa điểm nổi tiếng là những cái địa điểm phổ biến bao gồm nổi tiếng luôn đi khách sạn nổi tiếng famous nhưng mà nó cũng là bao gồm là bao gồm khách sạn Impress. Impress là nữ hoàng á, giống như queen á. Còn vua là king. Queen. Thế này là the remarried Impress có nghĩa là nữ hoàng tái hôn. Rồi. Yo. Yeah. Bao gồm khách sạn Impress và rồi để em kiếm tự đọc được. Rồi. Okay, xong rồi đó. So please can you tell me where can I get to Beacon Hill Park? So I'm here. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái bản đồ này đây. Đấy. Like I'm here đi. I'm on the Roaring Pond Park. Okay. So can you tell me where I can get to the Beacon Hill Park? Con viên đồi Beacon. Where can I get to Beacon? How can I get to Beacon Hill Park from Laurel Pond Park? Nè. Ok.
Cái này là cảng nè. Đấy. Đi từ đây tới cảng này. Đấy. Đấy. I'm here đi. Bây giờ mình ở đây đi, mình ở trong cái tàu này đi đi. So, can you tell me how I can get to Beacon Hill Park? Chỉ đường nè. Đi từ xuống ferry cái đã. Ra khỏi tàu xuống phà. Xuống phà là gì? Get on, get off, get in, get out nha. So, đấy. Yep. Cái gì mà nó get lên off. Xuống thì phải là get on, get off. Get off. Đấy. Get on lên, get off. Đấy, còn get vô off. Ra get thì get đi. Get out. Yeah, get off the ferry. Rồi sao nữa? Có thể đứng kèm cái đoạn văn ở bên đây không? Đấy. Xuống đây đúng không? Xong bạn sẽ thấy Vast Museum. Xong bạn đi thẳng. Bạn gặp thêm The Bird Park. Đấy. Xong bạn cứ quẹo phải. Bạn sẽ thấy Beacon Hill Park ở bên tay phải của bạn. Được chưa? Nó không xa so với Thunder Park cho lắm. Rồi sao? Đâu, chị đang đọc ở đâu đấy? Tự xử. Nhìn vô à, bản đồ mình tự vẽ hả? Ừ, mình sẽ nhìn vô bản đồ mình chỉ đường cho người ta ha. Sau xuống phà, bạn sẽ thấy Watts Museum. Bạn quẹo phải, xuống phà quẹo phải. Bạn sẽ thấy Watts Museum. Rồi sau đó bạn đi thẳng, bỏ qua Watts là bằng sáp, bảo tàng tượng sáp á. Bạn sẽ tới Thunder Park. Đấy. Đi tới Thunder Park thì bạn hãy nó ở bạn về phải đi thẳng ha. Bạn sẽ thấy bà còn ở bên tay phải của bạn. Đấy. Nó không xa so lắm so với Thunder Park cho lắm. Rồi nói sao? Not far from Watts Museum. Không không xuống phà cái đó. Xuống phà là take gì? Get off. Hoặc là take off. Get off đi. The first you get off the ferry. Firstly, get off the ferry. Firstly, you phải là firstly. Firstly, you get off a ferry. The ferry, chẳng phải là a ferry. Xuống off, một con get tàu. Off a, mà... Get off a ferry. No. Get off a ferry. The ferry, chẳng phải là get off a để mà nói. Bạn xuống tàu, chẳng phải là xuống một con tàu. Có đi hai con tàu đâu mà xuống một con. Get off the ferry. Okay. To phải. Turn right. Okay. Bỏ turn qua right to Watts Museum. Đi ngang qua Watts Museum. Across. No. Across from. Past. Across from là đối diện. Past Watts Museum. Watts Museum. Okay. Đi thẳng. Đi thẳng là straight go ahead. Go straight ahead. Bạn đi sẽ thẳng. Thấy Thunder Park. You see. Nhìn thấy gì? Thunderbird Park. Okay. Rồi. Sau đó về phải một lần nữa. Then turn right again. Yes. Đi thẳng và Beacon Hill Park. Go straight. Beacon Hill Park ở bên tay phải của bạn. Make
beacon. You park okay. on your right. Okay, it's on your right. Nó không xa cái Thunderbird Park cho lắm. It's not far from không sao kìa. Thunderbird. It's not far from Thunderbird Park. Okay, nhưng nó cũng không gần Ivan Park. But not near from Irving Park. Rồi sao nữa? Cũng đâu. Two. 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 No, no. Cũng không là either. Either. It's not either. Near. Chứ không có near to nha. It's not near Irving Park either. It's not near. Irving Park either. Okay. Nó nằm phía bên nó nằm phía dưới này phía nam, nó nằm phía nam của Thunder Park, nghĩa là sao? Nó nằm phía nam của Thunder Park. Ủa chứ là mình đang đến đâu nhỉ? Đấy, mình đứng đây nè, giờ mình đi từ phà xuống cho nó phức tạp. Thôi vậy là tạm được rồi đấy. Nhưng mà điểm cuối là mình ở đâu? Mình ở Beacon Hill. Beacon Hill Park. Đi công viên thôi mà giải quyết phức tạp vậy luôn á. Rồi, thank you. See you later. Dạ, về nhà coi cái video này nè. Nha. Rồi, thì lát chị gửi bài cho con. Thanks. Bye.